Rất nhanh, Đa Vũ và Ngô Duy Minh đến bè cá của Trương Đức Phi. Canh chừng 2-3 tiếng tệ hồ, không thấy bóng dáng cá kim cốt đâu. Trương Đức Phi có phải nhìn nhầm hoặc cố ý nói dối không? Ở bè cá này không có cá kim cốt. Thử 2-3 tiếng tệ hồ, một con cũng không câu được. Hôm nay xem chừng câu không được cá rồi. Anh sớm nói rồi, mấy ngày sau bão khó câu được cá lắm. Tự mình cứ đòi đến, trách ai được. Đợi khi thời tiết tốt, lại tìm anh ra biển câu cá nhé. Ông chủ mua chờ chút đã, một cái cắn câu cũng không có. Không phải vấn đề lưỡi câu và dây câu, vậy thì chỉ có thể là vấn đề mồi câu. Câu cá ở chỗ bè cá này thường dùng thức ăn cho cá trên bè, đó là thứ mà cá ở đây đã quen rồi. Thì tôm là mồi vạn năng, bất kể loại cá nào cũng đều câu được. Bây giờ hai loại này đều không dùng tốt. Thử rong biển xem, rong biển này ăn được à? Nhưng đây chỉ là rong biển bình thường thôi, thật sự có thể câu lên được sao? Lúc này Đào Vũ không có manh mối gì, chỉ có thể quyết định thử từng cái một. Dùng rong biển câu cá kim cốt. Ha ha ha, cá kim cốt to lắm mà lại còn nhìn thấy được. Có mấy con là cá kim cốt đen đáng giá. Nếu không phải tự mình câu không được thì sẽ không nói ra. Nếu rong biển mà câu được cá kim cốt, tôi lập tức uống cạn nước biển luôn. Có cá cắn câu rồi. Cá kim cốt khoảng 2 cân mà lại là loại cá kim cốt đen đáng giá trong số cá kim cốt. Chuyện này là sao đây? Ông chủ Trương đã nói mấy con cá kim cốt này mới xuất hiện gần đây, không phải sinh trưởng ở bè cá này. Điều này cho thấy đây là cá ngoại lai. Bất kể tầng nước nào, bất kể cần cứng dây to hay là cần mềm dây nhỏ, đều câu không lên được. Có lẽ là vấn đề mồi câu. Lúc mới đến đây, tôi nhìn thấy dưới biển có một con cá lé lên rồi biến mất. Lúc đó tôi cũng không chắc là cá kim cốt hay không. Kéo dây lên nhìn thử, trên đó mọc một ít rong biển mà lại còn có dấu vết cá gặm. Không ăn mấy con cá con hoặc tôm cho ăn trên bè, mấy con cá này ăn chay. Thử xem sao. Quả nhiên có cá cắn câu. Đa Vũ và Vô Vi Danh, anh một con tôi một con, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi câu được 5 sọt cá, mới từ từ hết cá cắn câu. Ôi thật là quá sướng. Mấy tiếng tệ hồ này cứ kéo liên tục không ngừng, ngay cả thời gian thở cũng không có, tay bây giờ đều tê dần. Mấy con cá kim cốt câu lên, mỗi con đều trên một cân, con lớn nhất cần 4 cân, như cái chậu nhỏ vậy, vừa tròn vừa xương, rất béo, quá kích thích. Câu cá như thả diều vậy. Ông chủ Trương bè cá của ông, cá kim cốt ở đây thật sự là vừa nhiều vừa to. Câu mấy tiếng tệ hồ rồi, cứ liên tục không ngừng được. Quá sướng, cảm ơn rất nhiều. Ông chủ Ngô câu sướng tôi cũng vui mà. Như thế nào cũng không mấy con cá kim cốt này không ăn thịt. Ban rong biển, xung quanh chỉ có mình một nhà bè cá mọc rong biển. 1-2 năm trước, có mấy người câu cá ở bè mang đến không mang đi, móc lên dây của bè cá mình, thế mới câu được một ít. Không trách được, mấy con cá kim cốt này toàn tụ dưới bè cá của mình. Họ chuyến này câu hơn 200 cân cá kim cốt, ít nhất trị giá mấy nghìn tệ. Chưa kể là, trong đó không ít là cá kim cốt đen giá rất cao. Bây giờ rong biển trên dây bè cá của mình, để cá kim cốt dưới biển ăn không ít. Đa Vũ hái một lượt, cơ bản không còn, họ lại câu cả ngày như vậy. Cá kim cốt còn lại không được mấy con, muốn câu cũng câu không được, ngày nào cũng canh bè cá. Chỉ là không ngờ mấy con cá kim cốt này ăn rong biển. Biết sớm thì đã không ngủ trưa rồi, ít nhất cũng chia được một phần. Rất nhanh Đa Vũ hai người về đến sân, cân xong Ngô Duy Dân mua hết cá. Tổng cộng là 215 cân, phần lớn đều là cá kim cốt thường, giá không cao, 35 tệ một cân. Một phần nhỏ là cá kim cốt đen 80 tệ một cân, tính ra tổng giá trị cá là 11.000 tệ. Hai người chia đôi, cộng thêm 200 tệ tiền thuyền cho anh, đưa anh 5.700 tệ không sai chứ? Ông chủ khổ không sai, chắc Trương Đức Phi phải thấu huyết mất, ha ha ha. Ăn xong bữa tối, Đa Vũ đến bến tàu, chuẩn bị lên tàu đánh cá, nắm công việc ra khơi ngày mai. Vừa khéo gặp Trung Thế Trụ và Lưu Bân, bão vừa mới qua không lâu mà. Dưới biển không có cá thì thôi, hôm nay không biết sao, nhiều người thả lưới rất nhiều. Đây thật sự là gặp ma rồi, sao trước giờ chưa từng thấy, có nhiều người thả lưới thế này nhỉ? Dưới biển dường như sắp toàn là lưới, thả lưới cũng bị ảnh hưởng. Nghe nói là có người mấy hôm trước thả lưới, bắt được rất nhiều lươn trắng to đáng tiền, lập tức đã có thêm nhiều người như vậy. Sao ăn dưa mà ăn đến tận người mình vậy? À, người bắt được lươn trắng to là cậu à? Trung Thạch Trụ sửng sốt một chút, vừa rồi mình với Lưu Bân còn đang nói chuyện này, không biết có thật không? Không ngờ, nhân vật chính lại là người mà mình và Lưu Bân đều rất quen. Đà Vũ lúc này, Đà Vũ cũng không giấu nữa, kể lại sự việc một lượt. Là tôi thả lưới, lúc thu lưới không ít người nhìn thấy, lúc về bến cũng có không ít người nhìn thấy. Chắc mấy ngày này truyền càng ngày càng mạnh, người thả lưới mới càng ngày càng nhiều. Người thả lưới nhiều lên, trên chỗ thả lưới đánh cá, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Thế này cậu lại kiếm bộn tiền rồi. Nhưng bây giờ người câu cá rất đông, người đánh bắt cá cũng không ít, muốn câu được cá, đặc biệt là muốn câu được nhiều cá hơn, cách duy nhất là chạy ra chỗ xa hơn. Muốn chạy ra chỗ xa hơn, tàu đánh cá của chúng ta không được. Tàu gỗ máy dầu tốc độ có hạn, hai máy dầu cũng không thể nhanh đến đâu, căn bản không thể so với tàu cao tốc được. Tàu gỗ máy dầu chạy ra chỗ xa một chút, đi nửa ngày về nửa ngày, thời gian toàn bỏ ra trên đường. Phải đổi tàu đánh cá, mua một chiếc tàu cao tốc. Lúc đầu quyết định sửa tàu gỗ, một là tiết kiệm tiền, tốn ít tiền nhất, có một chiếc tàu đánh cá ra khơi, hai nữa là cha mẹ để lại,
Tàu đánh cá dù mình dùng hay không, cũng phải sửa, để lại kỷ niệm, không thể để gió thổi nắng chiếu hỏng hết. Thực tế chứng minh quyết định của mình đúng, sửa xong tàu đánh cá, ra khơi câu cá, kiếm được không ít tiền. Nếu không có chiếc tàu này, cuộc sống không thể cải thiện nhanh như vậy, nhưng bây giờ gặp khó khăn mới. Hôm nào rảnh đi xem tàu rồi mua tàu mới không? Xem rồi tính, dù bây giờ không mua, tìm hiểu trước tình hình cũng không có hại. Đúng rồi, mấy hôm trước, thật sự có người thả lưới bắt được một con cá hoàng đế lớn, nhưng kích cỡ không lớn lắm, to bằng hai ngón tay, chưa đến 2 lạng. Hay là ngày mai chúng ta đi tìm xem, làm gì có cá hoàng đế to 2-3 cân mà bắt được. Phát tài ngay. Cậu đi đi, tôi không ngốc thế đâu. Cá hoàng đế là thứ mò kim đáy biển. Gặp được thì gặp thôi, không gặp thì tìm sao ra. Tìm được mới là lạ. Hơn nữa trời biết, người này có thật sự bắt được cá hoàng đế không? Biết đâu là nói đùa thôi. Cá hoàng đế. Vào buổi chiều 3 đến 4 giờ hôm sau, đến nơi người khác thả lưới, bắt được một con cá vàng lớn. Đa Vũ cầm cần câu, đợi 2 phút, đầu còn lại rung lên một cái. Cuối cùng cũng đợi được cậu. Kéo lên mặt nước, phát hiện là một con cá hồng khoảng 1 cân. Cá hồng của thực là loại cá ngon, giá cao hơn cá đen không ít. Nhưng câu loại cá này tốn quá nhiều thời gian, một là sẽ không có đàn cá lớn. Câu được 2 đến 3 con, 3 đến 4 con phải đổi chỗ. Đa Vũ lắc đầu, lại ném cần ra ngoài. Canh thêm 1 đến 2 tiếng nữa, không có cá vàng lớn thì về nhà. Lúc này vừa mới thả cần xuống, đầu cần rung lên mấy cái. Ồ, chuyện gì thế này? Lần này sao mà dứt khoát thế? Không đúng, cá hồng rất không dứt khoát, rung mấy cái này là giả, phải rung thêm mấy lần nữa mới là thật. Lúc này đầu cần rung mạnh mấy cái, trực tiếp kéo đi. Đa Vũ lập tức dùng lực kéo về phía sau. Rất nhanh một con cá màu vàng óng từ từ nổi lên mặt nước. Cá vàng lớn. Cá vàng lớn thuộc họ cá vàng, bộ cá vược. Tên khác còn gọi là cá hoàng hoa. Thân cá lưng màu xám vàng, mỗi vảy ở phía dưới thân thường có một tuyến thể màu vàng óng, nên có màu vàng óng, chủ yếu ăn tông qua và các loại động vật giáp xác khác cùng cá nhỏ. Cá vàng lớn là một loại hải sản quý hiếm, vị rất thơm ngon. Những năm trước sản lượng rất lớn, nhưng do đánh bắt quá mức khiến loài cá này gần như tuyệt chủng. Mấy năm gần đây cơ bản không thấy loại cá này. Không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy, lại câu được một con. Về nhà mua tôm sống rồi quay lại câu tiếp. Sao về sớm vậy? Bà ơi, cháu câu được một con cá vàng lớn, có phải cá hoàng dã không? Mấy năm nay lục tục, có một số nơi bắt đầu thả cá giống cá vàng lớn xuống biển. Thậm chí có nơi đã bắt đầu nuôi cá vàng lớn. Nếu là cá vàng lớn nuôi, đặc biệt là cá vàng lớn chạy ra từ lồng nuôi, thì không đáng giá lắm, chỉ có cá hoàng dã thuần chủng. Cá vàng lớn mới bán được giá cao. Con cá này chắc là cá hoàng dã thuần chủng. Kích cỡ không lớn lắm, khoảng 5 đến 6 lạng, hình dạng cá rất thon dài, cá nuôi thì thức ăn rất dồi dào. Người nuôi cá đều mong muốn cá lớn nhanh nhất có thể, thường cung cấp thức ăn đầy đủ. Cá nuôi lên đều to béo mập mạp. Cá ngoài tự nhiên thì thức ăn rất thiếu thốn, mà lượng vận động lại rất lớn, khoảng cách di chuyển rất xa, thông thường đều rất cầy dài. Vây cá che kín mắt, chính là tiêu chuẩn cứng của cá vàng lớn hoang dã. Nhanh lên, tranh thủ thời gian bảo quản tươi. Cá vàng lớn vừa câu lên, toàn thân vàng óng. Đây là màu sắc đẹp nhất. Nếu nuôi trong bể cá sống một lúc, màu sắc sẽ chuyển trắng. Muốn giữ được màu vàng óng của cá vàng lớn, phải dùng thứ màu sẫm bọc kín lại, lập tức cho vào tủ lạnh. Bà ơi, con cá này bà cầm lấy bảo quản. Cháu vội về, đi lên thị trấn mua tôm sống. Lát nữa tối ra ngoài câu đêm, tối nay không về. Được, rất nhanh màn đêm buông xuống. Đa Vũ giảm tốc độ thuyền đánh cá, dừng lại ổn định ở chỗ câu được cá vàng lớn ban ngày. Nhìn quanh bên trái bên phải, không có thuyền đánh cá nào khác ở gần. Thở phào nhẹ nhõm, nếu có ai chiếm mất chỗ này, thì chẳng biết đi đâu mà khóc, không biết có cá hay không nữa. Lúc này cần câu lập tức có động tĩnh. Cá vàng lớn cắn mồi rất cảnh giác, miệng rất kén, một khi cắn mồi lập tức giật cần, móc cá để dây gì đó không cần quan tâm, nắm bắt thời cơ mới là vua. Bộ bắt ngư giật cần trong tích tắc, dây câu căng thẳng, một con cá vàng lớn từ từ nổi lên mặt nước, nặng hơn cá vàng lớn 10 cân, chắc chắn phải 10 cân. Rất nhanh đã đến 4 giờ sáng, gió trên biển ngày càng lớn, có nên về rồi không? Bây giờ đã câu được 3 con, đều là loại 2 đến 3 cân, có một con khá lớn, hơn 10 cân. Cố gắng thêm chút nữa không chừng còn câu được, nhưng chỗ này tuyệt đối không thể để người khác biết. Về nhà rồi, bà câu được cá này. Trung Thúy Hoa giật mình một cái, nhanh chóng gọi ông nội hai qua đây. Tìm ông nội hai làm gì? Cá vàng lớn mấy lạng đâu đáng bao nhiêu tiền? Mặc kệ cháu xoay sở, nhưng đây là cá 2 đến 3 cân. Quan trọng là con cá mười mấy cân này. Cháu không có kinh nghiệm, xử lý không xong, quan trọng là phải hỏi một chút. Con cá này bán thế nào? Bán được giá nào? Cá vàng lớn cỡ nhỏ thì không quan trọng. Mấy con cá vàng lớn này rất đáng giá, phải cẩn thận một chút. Rất nhanh Đa Vũ đến nhà họ Khổ. Sao vậy, gấp gáp quá? Chú hai ơi, cháu câu được cá vàng lớn rồi. Bà nội bảo cháu qua đây, gọi chú qua một chuyến, nói cháu không có kinh nghiệm, câu được cá vàng lớn rồi. Cá vàng lớn cỡ nào? 4 con, 3 con đều 2 đến 3 cân. Có một con khá lớn, hơn 10 cân. Cái gì mà 2 đến 3 cân? Có một con hơn 10 cân. Con đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi thôi.
Rất nhanh Khổ Thị sắp xếp tất cả cá cho ngày ngắn, xếp thẳng hàng đặt trên đá. Chú hai ơi, mấy con cá vàng lớn này bây giờ giá bao nhiêu? Bà nội nói đúng, chuyện này đúng là phải hỏi ông. 3 năm trước, có người thả lưới bắt được một con nặng 2 cân 1. Bán được 20.000 tệ, giá cá vàng lớn. Không chỉ xem xét kích cỡ, mà còn phải xem chất lượng. Con cá bán được 20.000 tệ đó. Kích cỡ của thực không nhỏ, nhưng là bắt bằng lưới đánh cá. Vảy dụng khá nhiều. Thậm chí còn bị thương nhẹ. Mấy con cá vàng lớn cháu câu được này, vừa rồi đã cân qua rồi. Một con nặng 2 cân 2 lạng. Một con 3 cân 1 lạng. Một con 3 cân 5 lạng. Con lớn nhất 11 cân 1 lạng. Mấy con cá này đều là câu lên, xử lý rất kịp thời và thích hợp. Toàn màu vàng ống, vảy nguyên vẹn, không hề bị thương tích. Kích cỡ càng lớn, chất lượng càng tốt, giá cả chắc chắn càng cao. Mấy con cá của cháu chắc phải bán được vài chục vạn. Đa Vũ giật mình một cái. Biết từ trước cá vàng lớn đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy. Hừ, mình ôm cả núi vàng mà không biết vài chục vạn. Riêng con lớn này đã không chỉ có vậy. Cá vàng lớn 2 cân bán được 2 vạn. 3 cân có thể bán 3 đến 4 vạn. 4 cân có thể bán 5 đến 6 vạn. Cá vàng lớn hơn 5 cân rất hiếm. Giá cả phải xem cá mà định. Con này hơn 10 cân. Cháu nói xem có thể bán bao nhiêu tiền. May mà cháu đến đây, không thì đúng là bán rẻ chính mình mất. Thật sự không ngờ lại đắt đến vậy. Theo như lời này, tính cái giá này, con cá 10 cân này không chừng có thể bán 20 vạn. Điều này thật quá điên cuồng. Khó trách người ta nói cá vàng lớn là cá thật sự là giá còn đắt hơn vàng. Hôm qua mình muốn mua thuyền lớn, vốn nghĩ ít nhất phải mất nửa năm, thậm chí một năm mới có thể tiết kiệm đủ tiền, mà còn phải là loại ra khơi câu cá liên tục mới có thể làm được. Không ngờ chớp mắt một cái, chỉ 1-2 ngày đã kiếm đủ rồi. Mấy con cá vàng lớn này đừng vội bán, có thể lấy con nhỏ nhất ra bán thử xem sao, xem giá cả thế nào. Đa Vũ lập tức gật đầu. Cách này không tồi. Ngày hôm sau, Đà Vũ bắt được một con cá hoàng đế nhỏ nhất, đến nhà hàng của Lưu Cương, xem có thể bán được giá nào. Nếu giá cả hợp lý thì bán. Ồ, sao hôm nay đến muộn vậy? Hôm nay bán cá tông qua gì vậy? Anh bắt được cá hoàng đế. Kích cỡ rất lớn. Ngay lập tức Đinh Tiểu Hương giật mình. Con này là nhỏ nhất của anh. Mang đến chỗ Lưu Cương này, xem giá cả thế nào. Lúc này Lưu Cương nhìn thấy túi nhựa màu đỏ, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Chạy tới. Hồ huynh đệ, đây không phải là cá hoàng đế chứ? Đa Vũ gật đầu. Sao, là cá hoàng đế, bán không? Nếu giá cả hợp lý thì bán. Tối qua tôi cân rồi, 2 cân 2 lạng. Vậy thì 22.000 tệ. Đinh Tiểu Hương đứng bên nghe Lưu Cương ra giá này, lập tức bĩu môi. 22.000 tệ, sao có thể là giá này được chứ? 22.000 tệ của thực là một mức giá không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là giá thị trường của con cá hoàng đế này. Nửa tháng trước, cha tôi nhận được một con nặng 1 cân 9 lạng, bán được 21.000 tệ, còn trước mắt này còn nặng hơn. Đủ 3 lạng, sau khi cá hoàng đế qua cân, cứ mỗi lạng chênh lệch đều là một mức giá khác. Nhưng tình hình lần này khác với lần trước, mình không thể mở miệng mặc cả. Lưu Cương đang ở bên cạnh. Lúc này Đinh Tiểu Hương lén lùi lại mấy bước, ra hiệu bằng 3 ngón tay. Hiểu ra Đinh Tiểu Hương muốn mình bán 30.000 tệ. Lưu lão bản, nếu là cá tôm quá khác, tôi sẽ không mặc cả với anh. Nhưng cá hoàng đế hiếm gặp lắm, cái giá anh đưa ra này không được. 3 năm trước, có người bắt được một con cá hoàng đế nặng 2 cân 1 lạng, bán được 20.000 tệ. Đó là một con cá hoàng đế bắt bằng lưới. Vậy cá chắc chắn bị dụng không ít, mà còn bán được giá này. Con của tôi nặng 2 cân 2 lạng, kích cỡ còn lớn hơn. Hơn nữa đây là cá hoàng đế câu được, hình dáng còn nguyên vẹn. 22.000 tệ chắc chắn không được. Cái gì mà khác, cá tôm qua không mặc cả. Không mặc cả là do chính mình đưa ra giá. Giá cả rất tốt. Tiểu tử này tinh danh lắm. Chuyện con cá 3 năm trước cũng biết. Vậy anh thấy bao nhiêu tiền? 40.000 tệ. Dưới giá này không bán, tôi mang về, đợi xem có ai muốn mua không. Ngay lập tức Đinh Tiểu Hương sửng sốt, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười. Mình ra hiệu 30.000 tệ, thằng nhóc này mở miệng sư tử, trực tiếp đòi 40.000 tệ. Còn lo Đà Vũ, có bán rẻ con cá hoàng đế của mình không? Nhìn bộ dạng này, tinh danh không chịu nổi. 40.000 tệ, con cá này không đáng giá đó, 25.000 tệ. Ôi sao có thể, 25.000 tệ ư, ít nhất phải 38.000, nhiều nhất 31.000 tệ. Nếu bán tôi mang về tầng 9. Con cá này với giá 31.000 tệ, so với giá thị trường bình thường cao hơn một chút. Đặc biệt nếu thương lái mua con cá này, chắc chắn không đạt được mức giá này. Nhưng mình là nhà hàng, tiết kiệm được tiền trung gian. Cái giá này thật sự không đắt. Nếu người khác mua con cá này bán cho mình, không chừng phải tốn 35.000 tệ, thậm chí 40.000 tệ. Quan trọng hơn là, bất kể mình mua với giá bao nhiêu, bán lại con cá này đều có thể kiếm lời, mà còn kiếm được không ít thành công. Ha ha ha. Đa Vũ không ngờ cậu lợi hại như vậy. 27, 28.000 tệ đã là không tệ rồi. Không ngờ cậu có thể thương lượng đến 31.000 tệ. May mà cậu nhắc nhở tôi một chút. Nếu cậu không nhắc, tôi chỉ dám ra giá tối đa 30.000 tệ. Giá thương lượng chắc chắn sẽ thấp hơn cái này.
Đúng rồi, cậu nói con cá này là nhỏ nhất. Vậy con lớn nhất nặng bao nhiêu cân? 10 cân một lạng, em muốn xem không? Anh lấy cho em xem. Ngay lập tức Đinh Tiểu Hương trợn to mắt. Không dám tin vào tai mình. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em phải về rồi. Tối nay gặp ở bến tàu nhé. Tôn Lạo, tôi vừa mới nhận được một con cá hoàng đế. Từ 2 cân một lạng đến 2 cân 2 lạng, 100% hoàng dã, hàng tốt. Vậy tôi sẽ giữ cho anh. Lưu Cường gác máy. Ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, Tôn lão bản là khách thuê ở nhà hàng của mình. Trong số các ông chủ, ông ấy có địa vị ảnh hưởng lớn nhất, tiền trong tay nhiều nhất. Bán con cá này cho ông ấy, những người khác biết được sẽ không có ý kiến gì, hoặc có ý kiến cũng không dám nói năng gì. Làm ăn phải biết xoay sở. Nhưng khi xảy ra tranh chấp thì thật sự khó xử lý. Thằng nhóc này đúng là lợi hại. Cá hoàng đế to như vậy mà cũng câu được. Không đúng, cá hoàng đế thường sống thành đàn. Cá hoàng đế ở vùng biển nông không nhiều lắm, nhưng một đàn cá ít nhất cũng phải có 3-5 con. Nó câu được một con, có thể câu được nhiều hơn. Tại sao không mang hết đến bán? Nhiều cá thì bán từng con mới bán được giá cao. Không biết có thật sự không chỉ một con không? Phải hỏi một chút, xem còn có nữa không? Không được nóng vội. Nóng vội quá thì giá cả sẽ không xuống được. Đợi lão Đặng tự mở miệng thì thích hợp hơn. Rất nhanh đến tối, hai người đến bến tàu. Thật sự to và đẹp quá. Con nhìn thấy ban ngày đã rất lợi hại rồi. Nhưng so với con trước mắt này, kém xa lắm. Định bán con cá này à? Đa Vũ gật đầu. Cá hoàng đế và cá chê không giống nhau. Bong bóng cá rất đắt, hiếm nên phải giữ lại. Thỉnh thoảng lấy ra phơi nắng, có thể bảo quản được nhiều năm. Cá hoàng đế không cần bán tươi, nhưng để quá lâu cũng không tốt. Nếu giá cả hợp lý chắc chắn sẽ bán. Con cá này dù thế nào cũng bán được 200.000 tệ chứ. Chắc không có vấn đề gì. Đúng rồi, bán con cá này anh định làm gì? Mua xe hay xây nhà? Bán cá xong không định xây nhà, càng không định mua xe. Kế hoạch là mua tàu cao tốc lớn, nhưng bây giờ hơi do dự. Đúng rồi, chuyện này có thể hỏi ý kiến của Đinh Tiểu Hương. Đa Vũ lập tức nói ra kế hoạch của mình. À, mua tàu cao tốc lớn, đó là chuyện của anh, em không quản được. Anh muốn thế nào thì thế. Nói đi, nếu là em sẽ làm thế nào? Được rồi, để em nghĩ giúp anh. Thật ra chuyện này không khó. Anh nghĩ xem, mua tàu cao tốc lớn để làm gì? Chẳng phải là để kiếm tiền sao? Bây giờ anh không quyết định được, chỉ là không biết có kiếm được tiền hay không. Đúng vậy đấy nhỉ. Thật ra cũng giống như nhà em làm ăn vậy. Có nên thu mua một loại cá nào đó không? Hoặc quầy hàng có nên bán một loại cá nào đó không? Trước hết xem người khác hoặc quầy khác có thu mua không? Có bán không? Tìm hiểu rõ xem có kiếm được tiền hay không là được rồi. Anh vừa mới nói đúng không? Mua tàu cao tốc này là để chạy ra biển đánh bắt cá, hoặc đưa người khác ra biển câu cá đúng không? Bây giờ chắc chắn đã có người làm nghề này rồi. Anh tìm cách đi theo tàu cao tốc của người khác vài chuyến, chẳng phải sẽ tìm hiểu rõ sao? Tìm hiểu rõ rồi, thấy mình thật sự làm được, thật sự kiếm được tiền thì mua, nếu không thì đừng mua. Tiền để dành làm việc khác. Sao mình lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Em nói không sai, trong tay có tiền, muốn mua lúc nào chẳng được. Quan trọng là phải xem làm thế này có được không. Cách tốt nhất là đi theo tàu cao tốc lớn của người khác ra biển, tự mình trải nghiệm mới rõ ràng. Em thật sự thấy cách phân tích này của em hữu ích sao? Rất hữu ích. Đinh Tiểu Hương phân tích rõ ràng là viết cái gì đây. Nghe Đinh Tiểu Hương vừa phân tích xong, lập tức tỉnh ngộ, tiếp theo phải lên kế hoạch tốt xem nên làm thế nào. Sau khi tiễn Đinh Tiểu Hương lúc 4 giờ sáng, Đa Vũ đứng ở bến tàu nhỏ, phát hiện ra cả một vùng bãi biển lộ ra ngoài. Không ngờ mình lại quên hôm nay thủy triều rút nhiều hơn. Vẫn đang nghĩ 7 giờ sáng ra khơi, đi xem chỗ mình câu được cá hoàng đế tình hình thế nào. Đặc biệt là có tàu đánh cá nếu khác không ở có đó thì thử câu xem cá hay không. Xem có thể câu được cá hoàng bây đế giờ không? Chắc chắn không thể ra khơi câu cá được. Chỗ mình câu được cá hoàng đế cách bến tàu không xa lắm. Hôm nay thủy triều rút lớn như vậy, rút xa đến thế, rất có thể điểm câu cũng ít mất nhất luôn. Nước biển cũng rất cạn, cá hoàng đế vốn đã không nhiều, chịu ảnh hưởng rất lớn, ước chừng sau này cũng không câu được, hoặc phải đợi đến năm sau vào khoảng thời gian này mới có cơ hội. Sáng sớm 7 giờ, đi loanh quanh khoảng 20 suối làng. Trong giò nhỏ đựng được 1-2 cân đủ loại hải sản, thậm chí còn bắt được một con bạch tuộc và một con quả xanh nửa cân. Ơ Đa Vũ, sao cậu lại đến đây? Thím đào lươn đấy à? Hôm nay thủy triều rút xa hơn, sáng sớm ra đào lươn, 3-4 tiếng chỉ đào được nửa cân, nhưng con này chạy nhanh thật, đúng là rất khó đào. Lúc này cầm sảnh đào mười mấy nhát, một con lươn xuất hiện trước mặt hai người, tức thì Mã Hồng Ngọc ngạc nhiên lên tiếng. Sao trông cậu đào chẳng tốn sức chút nào? Tôi thì phải tốn công sức lắm, mệt muốn chít mà đào không được một con. Đào lươn phải tìm đúng mắt, có chỗ bên trong có lươn nhưng có chỗ lại không có, phải phân biệt rõ ràng, không thì công cốc. Thì mà lúc bắt đầu đào không được nhanh, đào từng nhát một, gần như nhìn thấy lươn ở đâu rồi, đào nhanh vài nhát là bắt được. Đa Vũ nói xong quay người tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục kiếm thêm ít hải sản nhỏ. Thằng nhỏ này đúng là cao thủ đào lươn, có bản lĩnh này. Chịu khó một chút, một ngày kiếm 200 tệ không thành vấn đề. Ở làng trai này đủ nuôi sống cả nhà rồi. Ra khơi đánh bắt câu cá còn giỏi hơn.
mang theo hàng nhà mình đến Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, kiếm được không ít tiền. Rất nhanh Đa Vũ đến chỗ ít phát hiện đến. Ra con sò đới. Con sò đới này đúng là thứ tốt. Sò đới thực ra là đồ khô. Bên trong có diêu trâu. Chính là cơ bắp nối liền hai mảnh thành. Vị rất thơm ngon. Có chỗ có câu nói hải sâm bào ngư rằng diêu bồi nói đến chính là sò đới. Ý nghĩa là vị của sò đới có thể sánh ngang hải sâm bào ngư. Không ngờ ở đây lại tìm thấy sò đới. Màu sắc của sò đới và đá xung quanh hoặc màu các sỏi khá giống nhau. Hơn nữa chỉ lộ ra khỏi mặt biển một nửa nhỏ. Nếu không chú ý rất dễ bỏ qua. Không phải là không nhìn thấy, mà là cảm thấy không biết có phải là đá không. Hơn nữa người bình thường đều cho mảnh rằng mảnh đất trước mắt toàn là đá. Không có gì tốt, rất ít người đến. Đây chẳng phải là tiện nghi cho mình sao? Sò đới thường sống thành đàn. Một chỗ tìm thấy một con, có thể tìm thấy thêm mấy con khác. Thậm chí là cả một mảng. Rất nhanh chóng, Đa Vũ chỉ trong một tiếng tệ hồ ngắn đã tìm thấy hơn 100 con. Đây áp hai giỏ sò, lúc quay về lại gặp Mã Hồng Ngọc đang đào lươn. Nói cho Mã Hồng Ngọc biết chỗ đó, mình chỉ tìm một phần nhỏ, phần còn lại chắc chắn vẫn còn. Mà không ít, người đi hái hải sản đông như vậy, trên đường về chắc chắn sẽ gặp, người khác chắc chắn biết mình tìm thấy sò đới. Quả béo bở không cho người ngoài, đợi đến khi họ tìm ra chỗ, Mã Hồng Ngọc đã đào mất phần lớn sò đới rồi, đây đúng là của tốt. Lần sau mời cậu ăn cơm ha ha ha. Về đến sân, phát hiện Ngô Duy Dân đã đợi từ lâu. Ngô lão sao lại đến đây, không phải lại muốn ra biển câu cá chứ? Ồ, diêu trâu này trông không tồi, phơi khô rồi lượng quá ít. Lần sau có thể lấy nhiều hơn một chút được không? Giá cả dễ nói, cái này không định bán, chỉ là để dành ăn thôi. Đúng rồi Ngô lão bản, chuyến này đến đây định làm gì? Nghe nói có người bắt được một con cá hoàng đế. Hơn 2 cân, có người gọi điện cho tôi. Xem anh ta còn muốn lấy một con về ăn không? Tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, không ai nghe nói chuyện này. Đành phải xuống làng dưới đi một vòng. Vẫn không có tin tức, đi một hồi thì đến chỗ cậu. Đến xem thử, tiện thể hỏi một chút. Làng lãng đầu của các cậu có ai bắt được cá hoàng đế không? Ngô lão bản tin tức này của anh từ đâu vậy? Sao biết có người bắt được cá hoàng đế? Chẳng lẽ Lưu Cương đã bán mất con cá hoàng đế đó rồi sao? Nếu không sẽ không thể truyền ra tin tức. Trên thị trấn có một nhà hàng Cường Thịnh Lâu. Cậu biết đấy, chuyên bán hải sản. Cá hoàng đế chính là bán ở đó. Tin tức chính là truyền ra từ đó. Lúc này Ngô Duy Dân nhìn Đà Vũ, phát hiện biểu cảm trên mặt hơi khác lạ. Ngô Duy Dân chợt trợn to mắt. Con cá hoàng đế này không phải cậu câu được. Họ bắt được đấy chứ. Có thứ tốt như vậy, sao không gọi điện trực tiếp cho tôi? Giá tôi trả chắc chắn cao hơn nhà hàng Hưng Vận. Vừa dứt lời, Đa Vũ lấy ra 3 con cá hoàng đế còn lại. Tôi đã cân rồi, một con 3 cân 1 lạng, một con 3 cân 5 lạng. Con lớn nhất nặng 11 cân 1 lạng. Cá đã ướp đá 2 ngày, trọng lượng có thể bị ảnh hưởng một chút, nhưng sai số không nhiều lắm. Lúc này Ngô Duy Dân xúc động vô cùng. Cá hoàng đế 1-2 cân đã hiếm thấy. Bây giờ đột nhiên xuất hiện 3 con. Con nhỏ nhất hơn 3 cân, con lớn nhất hơn 10 cân. Cả đời tôi chưa từng thấy cá hoàng đế to như vậy. Hai con nhỏ này mỗi con 15.000 tệ một lạng. Con lớn này 35.000 tệ một lạng. Ở đây một con cá hoàng đế nặng hơn 10 cân. Rất hiếm thấy, nhất định phải lấy cho bằng được. Hai con nhỏ hơn này giá cả khá tốt. Đã vượt qua giá bán cho Lưu Cương con kia rồi. Cơ bản là trên thị trường này có thể ra được mức giá cao nhất. Mô lão, giá mấy con nhỏ không vấn đề gì. Con lớn này giá 45.000 tệ một lạng. Giá 45.000 tệ của thực hơi cao. Nhưng nếu Đà Vũ thực sự tung tin ra ngoài, mình phải cạnh tranh với người khác. Người có tiền sẽ không để ý đến chút tiền đó. Những người này chỉ biết cá hoàng đế 10 cân là hiếm. Nhưng tiền trong tay kiếm được dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cá hoàng đế hơn 10 cân rất hiếm. Cá hoàng đế hơn 3 cân, xây 1-2 lạng là một mức giá khác. Giá anh ta đưa ra cũng không phải vô lý. Ngô Duy Dân cắn răng một cái, không mặc cả. Trực tiếp gật đầu, rất nhanh cân lại lần nữa. Một con 3 cân 1 lạng, một con 3 cân 4 lạng, con lớn nhất 11 cân 1 lạng. Hai con nhỏ này 97.500 tệ, con lớn này 499.500 tệ. Cộng lại là 597.000 tệ. Đa Vũ, số tiền này là thật sao? Bà ơi, chẳng lẽ còn có tiền giả sao? Ngay cả ngọc trai cũng không thật bằng. Đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Lúc này trong mắt Trung Thúy Hoa có nước mắt rõ ràng. 2 năm trước mình sống lây lất, bây giờ đã có sự thay đổi lớn như vậy. Kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc là chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Trong lòng trăm mối cảm xúc, được, sau này kiếm thêm nhiều tiền nữa. Cháu trai tôi chính là có bản lĩnh này. Rất nhanh đã đến tối. Lưu Cương vẻ mặt sốt ruột tìm đến cửa. Lưu lão bản sao giờ này lại đến đây? Tôi không phải mua một con cá hoàng đế từ anh sao? Tôi muốn hỏi một chút, anh câu được cá hoàng đế chỉ có một con thôi sao? Còn có nữa không? Nếu có tôi muốn mua, mua về giá cả dễ nói. Tôi không phải đã mua một con cá hoàng đế lớn từ anh sao? Tôi muốn hỏi một chút, anh chỉ câu được một con cá hoàng đế thôi sao? Còn có con nào nữa không? Nếu có tôi muốn mua hết, giá cả có thể thương lượng. Đúng là tôi còn câu được những con cá hoàng đế khác, nhưng vừa rồi đã bán hết rồi. Lưu Cương lập tức thở dài một tiếng. Nếu sớm hơn một chút, đặc biệt không là buổi do dự sáng mà trực tiếp đến, có lẽ đã là của mình rồi. Bây giờ thì đã muộn, quá đáng tiếc. Nhà hàng có việc, tôi phải quay lại rồi.
Ngày hôm sau, Đào Vũ đến bến tàu tìm Lưu Bân. Lưu Thúc, chú có quen những người chạy tàu cao tốc ra biển khơi không? Cháu định chạy ra biển khơi sao? Lưu Thúc muốn câu được nhiều cá hơn, đều phải chạy đến những nơi xa hơn. Nếu ở vùng biển nông này không kiếm được tiền, không muốn chạy ra biển khơi, cũng phải chạy ra biển khơi thôi. Ngày nào cũng không câu được cá, kiếm được 100 mấy chục tệ gì đó, ai mà chịu nổi chứ? Nếu mọi chuyện thuận lợi, mình còn sẽ mua một chiếc tàu cao tốc lớn. Cháu hỏi chú thì không chắc, phải hỏi Đại Hữu Thúc. Hồi trẻ ông ấy từng chạy ra biển khơi câu cá 3 năm, rất quen thuộc tình hình. Đa Vũ nếu không muốn thả lưới bắt cá, chắc chắn sẽ đi con đường câu cá. Số lượng cá ở vùng biển nông và gần bờ rất thiếu, chắc chắn là bắt buộc phải chạy ra biển khơi. Nhưng cháu nhất định phải cân nhắc kỹ. Câu cá ở biển khơi đúng là có thể kiếm tiền, nhưng không phải là kiếm tiền 100%. Thu nhập càng lớn, rủi ro càng cao. Kiếm tiền thì béo bở, không kiếm tiền thì lỗ nặng. Chú chạy 3 năm, tính ra không kiếm được tệ nào, mới quyết định từ bỏ. Chú là một ví dụ sống. Cháu phải cân nhắc kỹ, suy nghĩ cho rõ ràng. Cháu qua bến tàu thôn Đài bên cạnh. Những người đó toàn chạy ra biển khơi câu cá. Người thôn Đài chủ yếu dựa vào nuôi trồng, nhưng có một số người mua tàu cao tốc lớn chuyên chạy ra biển khơi. Số hiệu tàu đánh cá là 007. Vâng Đại Hữu Thúc, cháu đại khái biết chuyện này là thế nào rồi. Nói xong Đa Vũ quay người rời đi. Sao chú không khuyên Đa Vũ đừng đi cho tốt? Hồi trẻ chú chạy 3 năm, không kiếm được đồng nào. Nó đến hỏi chuyện này, thì nên khuyên bảo cho tốt. Dập tắt ý nghĩ đó đi. Tóc dài kiến thức ngắn, đừng nhìn nó còn trẻ, chắc chắn trong lòng đã có chủ ý rồi. Chúng ta khuyên thế nào cũng vô ích. Nó hỏi chúng ta thì thành thật nói rõ là được. Điều quan trọng là chú không kiếm được tiền, không có nghĩa là nó không kiếm được tiền. Mà chú còn thấy Đa Vũ chắc chắn có thể kiếm tiền. Chạy ra biển khơi 3 năm, rất rõ ngành này là thế nào. Người có bản lĩnh thì kiếm tiền rất nhiều, người không có bản lĩnh như chú, lộ đến mức quần cũng không còn. Sao lại nói như vậy? Thời gian gần đây ra biển câu cá, mỗi chuyến đều có thể câu được không ít cá. Vùng biển gần bờ, vùng biển nông như vậy mà đã ghê gớm thế rồi. Chạy đến nơi xa hơn, cá trong biển càng nhiều, không lý nào lại câu ít hơn. Lần nó dẫn chúng ta đi câu cá mù đá ấy, cô quên rồi à? Cô thật sự cho rằng may mắn hơn thì có thể câu được nhiều hàng giá trị thế sao? Cùng một chỗ, nó cứ thế mà kiếm tiền, người khác thì đói đến mức bụng kêu ong ọc. Nếu Đa Vũ thật sự chạy ra biển khơi câu cá, thật sự là có cơ hội kiếm bộn tiền. Cứ chờ xem đi. Rất nhanh Đa Vũ đến bến tàu thôn Đài, tìm đến tàu đánh cá. Anh là Trần Lão phải không? Tôi tên Đa Vũ, là người thôn Lãng Đầu bên cạnh, muốn đi cùng tàu của anh ra biển câu cá. Tôi tên Trần Văn Phi, phí đi tàu một người là 2.000, không bao gồm bất cứ thứ gì. Được, vậy mai 4 giờ sáng gặp ở đây để ra biển, tuyệt đối đừng đến trễ. Hết giờ tôi sẽ rời bến, tiền sẽ không hoàn lại. Được, tôi biết rồi. Nói xong Đa Vũ quay người rời đi về nhà. Hừ, thời buổi này ai cũng muốn ra biển khơi làm giàu, làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ. Nhưng mà điều đó có liên quan gì đến tôi đâu. Kiếm được tiền mới là thực tế. Lúc này Hà Đại Bằng liếc mắt nhìn thấy Trần Văn Phi đang đắc ý đi tới. Trần Văn Phi sao lại vui vẻ thế nhỉ? Nhận được vàng à? Hay là ngày mai tất cả chỗ trên đảo đều đã đặt hết rồi? Sao? Ổn định kiếm tiền rồi. Ngoài tôi ra còn dẫn theo 3 người khác. Một người 2.000, 3 người là 6.000, chạy một chuyến, chi phí ra biển hơn 2.000, kiếm được hơn 3.000. Nếu còn câu được ít cá nữa, một ngày mồng 5, 6.000 không phải vấn đề. Cuối cùng cũng được ăn ngon uống đã rồi. Đâu ra mấy người không biết tình hình thế này. Dạo này cá khó câu, chỗ trên tàu của tôi một cái cũng chưa đặt được. Đang nghĩ mai có nên ra biển không đây. Chuyến nào cũng lỗ. Sao anh lại gặp được chuyện tốt thế nhỉ? Kể nó câu được cá hay không, tôi kiếm được tiền là được. Đi mua ít thịt uống chút rượu. Hôm sau Đa Vũ và mấy người ra biển. Được rồi, dòng nước cá mù đà lớn vẫn chưa tới. Chúng ta hãy câu ít cá tạp ở chỗ này trước. Mỗi lần đến điểm này đều có thể câu được rất nhiều cá vàng. Xem các anh có bản lĩnh đó không thôi. Người câu cá ai cũng muốn câu được cá. Đã tốn 2.000 tệ. Nếu một con cá cũng không câu được, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Chuyến sau nhất định sẽ không tìm mình nữa. Tranh thủ lúc dòng nước chưa tới, câu ít cá vàng không đáng giá lắm. Trong thùng có ít cá, thì dù cuối cùng có câu không được cá mú đà lớn, câu không được hàng giá trị, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Chuyến sau mới có khả năng tiếp tục tìm mình ra biển. Anh bạn này dùng máy câu tay chống lật kìa. Giỏi giỏi. Độ sâu 80 mét. Máy câu tay chống lật mệt chết người. Một ngày câu không được mấy chuyến, câu không được nhiều cá. Chúng tôi đều dùng máy câu điện. Cắm điện bấm một cái là có thể thả dây. Đặc biệt là tốc độ kéo dây nhanh, tiện lợi lại nhàn sức. Tôi ra đây chơi thôi, sao bằng các anh chuyên nghiệp được. Ê Trương Lập Bân, tôi với anh là câu cá kiếm tiền. Vị lão bản này câu cá là chơi,
không quan tâm câu được bao nhiêu, chỉ muốn trải nghiệm cảm giác kèo cá thôi. Một thằng nhóc lãng đầu ngốc nghếch, độ sâu 80 mét mà chơi máy câu tay chơi game, không biết sống chết. Đến rồi, chỗ anh tìm hôm nay đúng là không tệ. Cá vàng ở dưới nhiều quá, kích cờ cũng khá, một con chắc phải nửa cân. Máy câu điện thật là sướng, tốc độ nhanh quá, cứ kèo thế này, một ngày tùy tiện câu 100 cân. Lúc này Đà Vũ vừa thả dây vừa ước lượng độ sâu, chạy một lúc mới thả đến khoảng 70 mét, lập tức tập trung tinh thần. Đàn cá ở độ sâu 80 mét sắp tới rồi đây, bất cứ lúc nào cũng có thể có cá cắn câu. Một con cá đã cắn câu rồi. Tiếp tục thả xuống 4-5 mét nữa. Chưa tới 80 mét, lập tức cảm thấy cần câu trên tay rung lên 7 cái, mới quay máy câu kéo lên. Ồ, cá chuối luôn, may mắn thật. Chắc chắn là may mắn, không thể nào thả một cái là được cá chuỗi 7 con. Gặp may tuyệt đối là gặp may. Rất nhanh khổ Đà Vũ thả cần số 2, điều khiển tốt dây, đến khoảng 75 mét, dừng lại cảm giác cần trên tay rung mấy cái. Lại có thêm 7 con. Quỷ tha mà bắt đây là sao vậy? Thằng nhóc này, sao mỗi lần kéo lên đều là cá chuối vậy? Của tôi chỉ có 1-2 con. Tại sao? Chúng ta câu lên toàn là cá con nửa cân. Người ta câu lên là cá to, 2 cân. Sao đi đâu tôi câu cũng khác. Là cá bản tính, ở dưới nước dùng mồi giống nhau. Con to thì cắn câu của anh ấy, anh làm sao được? Rất nhanh mấy tiếng tệ hồ trôi qua, khổ Đà Vũ câu được một sọt cá đỏ đen, một sọt cá vằn mè, mấy con cá đỏ to, 3 sọt gà to. Nhìn Trương Lợi Bân nghiến răng ken két. Hồng Dương câu được 10 cân, mình câu được hơn 20 cân, kích cỡ nhỏ hơn nhiều. Chậm lại, 2.000 tệ tiền thuê thuyền. Mấy con cá này cũng đủ anh ấy đi 5 chuyến rồi nhỉ. Hôm qua đến đặt thuyền không hề để tâm chút nào. Không ngờ hôm nay câu cá lên tay không hề nương nhẹ. Mình chạy ngoài khơi 20 năm, rất ít thấy người như vậy. Ngay lúc này cần câu trùng xuống, căng lên một lực kéo khổng lồ, kéo mạnh xuống biển. Con cá này to thật. Lên cho ông đây, không phải mày chít thì cũng là tao chít. Tức thì khổ Đà Vũ nổi cáu, kéo mạnh về phía sau. Rất nhanh một con cá lớn từ từ nổi lên mặt nước. Ông chủ khổ, con cá mú xanh này chắc phải hơn 100 cân nhỉ. Tôi câu cá ngoài khơi 20 năm, chưa từng thấy con cá nào to thế này. Có thể thương lượng với anh một chuyện được không? Lúc về đến bến tàu, anh lấy cá ra, cho họ xem tàu cao tốc của tôi. Có người câu được con cá mú to như vậy. Nếu tin tức truyền ra, sau này sẽ có rất nhiều người muốn đi cùng tàu cao tốc của tôi ra biển câu cá. Nhưng chuyện này phải xem anh có tệ ý hay không. Khổ Đà Vũ gật đầu tệ ý. Chuyện này đối với mình mà nói không có tổn hại gì. Trần Văn Phi được lợi thì được lợi, đâu cần phải so đo từng chuyện. Mặt trời lặn về Tây, Khổ Đà Vũ và Trần Văn Phi hai người khiêng tất cả cá lên bến tàu. Lập tức gây chấn động, người vây quanh xem náo nhiệt nối tiếp nhau. Ngay lập tức chen chúc ba lớp trong ba lớp cá mú xanh to vậy, cần bằng cách cưới ngựa, treo lên bằng bánh xe kéo tay. Nói nhảm gì vậy, làm gì có ai có bản lĩnh như vậy. Thằng nhóc này sao có thể câu được nhiều cá thế nhỉ? Thôi bỏ đi, nghĩ mãi không ra. Đừng nghĩ nữa, tôi phải đặt chỗ câu ngày mai và ngày kia. Trời ơi, cá mú xanh chắc phải dài 1m5 nhỉ. Cá to 100 cân rất hiếm, gặp mà không cầu được. Nếu bày nguyên con cá này lên bàn ăn, đó có thể là chuyện ghê gớm. Ông chủ Ngô sao ông cũng ở đây, đi ngang qua đây, thấy nhiều người vây xem náo nhiệt thế này, tôi cũng tới xem thử. Cá vẫn chưa bán chứ? Chưa có ai đặt chứ? Không, không. Vậy thì tốt, tôi trả 500 tệ một cân. Con cá gà vàng 100 tệ một cân. Chỉ cần là loại chất lượng này, có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Cá gà biển sâu điển hình, chất lượng hoàn hảo, có thể ăn sống làm sashimi luôn. Giá 500 tệ một cân rất tốt, vượt xa giá thị trường. Khổ Đà Vũ lập tức gật đầu tệ ý. Bán cá xong rất nhanh, cân cá mú 106 cân, cá gà bảy lạng 162 cân, tổng cộng 69.200 tệ. Ngày hôm sau, trước nhà hàng Lưu Cương vừa nhận cá, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố. Ôi chao, sao mấy hôm nay Khổ Đà Vũ không đến bán cá nhỉ? Ông chủ Lưu đang làm gì đấy? Chỗ nào, có gái đẹp à? Ông chủ Lưu, mùa qua hoa lan sắp đến rồi. Chỉ là đợt đầu mới có 235 cân thôi. Sau này sẽ ngày càng nhiều, ngày mai có thể gửi nhiều hơn một chút được không? Hơn 200 cân không đủ tôi bán nửa ngày đâu. Ông chủ Lưu, không phải tôi không muốn gửi nhiều hơn cho ông, là thực sự không có nhiều để bán cho ông. Tôi bán cho ông càng nhiều, tôi kiếm được càng nhiều. Tôi đâu thể nào bỏ qua tiền không kiếm chứ. 500 cân, dù thế nào đi nữa. Được, tối nay tôi sẽ nói với Đinh Sùng Sơn, xem có thu được không. Nhưng phải nói trước, tôi không dám chắc đâu. Hôm nay tàu cá ra khơi có thể bắt được qua Hoa Lan, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Nếu có, và cỡ đạt yêu cầu của ông thì mới gửi qua. Đúng rồi, ông có nghe chuyện này không? Tối qua ở bến tàu Thôn Đài xuất hiện một con cá mú xanh lớn, nghe nói hơn 100 cân. Cá lớn của Thái Tổng vừa xuất hiện là có tin đồn ngay. Ứng Tổng Sơn Thu mua cá tôm qua, tin tức còn linh hoạt hơn tôi.
có khi biết đôi chút. Đúng là có người đang nói chuyện này, mà người nhìn thấy cũng không ít. Nhưng không biết có thật sự hơn trăm cân không, đặc biệt là bây giờ con cá này trong tay ai. Thực sự không biết, đừng nói ông. Đinh Sùng Sơn cũng nhận được vài cuộc điện thoại của mấy ông chủ, đều đang dò hỏi tin tức về con cá này, muốn lấy về. Tối qua không nghe nói có tin tức gì. Nếu ông thực sự muốn biết, tối nay về gặp Đinh Sùng Sơn, tôi sẽ hỏi thử. Đúng rồi ông chủ Lưu, nói đến tin tức về cá, tôi có nghe nói, gần đây trong nhà hàng của ông xuất hiện một con cá hoàng đế hơn 2 cân. Ngoài ra trên thị trường xuất hiện một con cá hoàng đế mười mấy cân. Còn có hai con nhỏ hơn một chút, khoảng 3, 4 cân, không biết có đúng không? Không phải là bán từ tay anh đấy chứ? Đúng vậy, tôi bán một con cá hơn 2 cân. Nhưng ông chủ kia bán 3 con cá, không liên quan gì đến tôi cả. Chuyện này là sao? Cá này anh lấy từ đâu ra? Chính là Khổ Đà Vũ. Tôi phản ứng lại thấy không ổn. Đêm đó tìm đến nhà anh ta, đã bán hết rồi. Nhưng tôi không hỏi bán bao nhiêu con và cỡ bao nhiêu. Không ngờ trong tay Khổ Đà Vũ có tổng cộng 4 con. Càng không ngờ hơn, có một con nặng hơn chục cân. Lần này thật sự lỗ to rồi. Lúc này Trương Lệ tạm thời không biết nói gì cho phải. Một là Lưu Cương cứng rắn bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Quan trọng hơn là không ngờ Khổ Đà Vũ lại bắt được cá hoàng đế lớn. Ngay lúc này Khổ Đà Vũ cũng đến quán rượu của Lưu Cương. Không thể nào, sao hôm nay không phải Đinh Tiểu Hương đến giao cá? Hôm nay không ra khơi, sáng sớm dậy bán cá, hăng hái phấn chấn, nghĩ là có thể gặp Đinh Tiểu Hương. Không ngờ không gặp Đinh Tiểu Hương, người đến giao cá là Trương Lệ. Cô ơi, chào cô. Đà Vũ, cháu đến rồi. Lần này lại bán cá gì đây? Một ít cá đồng và một con cá chấm mè. Một con cá chấm đỏ. Ồ, cá đồng to thật đấy. 80 tệ một cân, 90 tệ một cân. Cá đồng ngoài khơi khác, cá to hơn, mỡ béo hơn, bù đắp phần nào sự chênh lệch về hương vị. Giá Lưu Cương đưa ra cũng tốt, nhưng đều phải 10 tệ một cân. Không vấn đề gì, đều là cỡ 2-3 cân. Chỉ một vài con hơi nhỏ một chút, nhưng cũng tầm một cân. Được rồi, cá đồng 90 tệ một cân. Cá chấm mè 210 tệ một cân. Cá chấm đỏ 1.800 tệ một cân. Lưu Cương nhanh chóng cân, tất cả cá cộng lại là 20.473 tệ. Cô ơi, cháu còn chút việc, đi trước đây. Nói xong Khổ Đà Vũ chạy loạn xạ như thỏ. Sắc mặt Trương Lệ hơi phức tạp. Phải hỏi cho rõ Đinh Tiểu Hương có biết không? Khổ Đà Vũ bắt được mấy con cá này, đặc biệt là chuyện cá hoàng đế lớn. Lần này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Tiểu Hương, sáng nay khi con mang cá đến chỗ Lưu Cương, vừa hay gặp Khổ Đà Vũ. Anh ấy thường xuyên đến chỗ Lưu Cương bán cá à? Gặp anh ấy là chuyện bình thường. Lần trước con cũng gặp mẹ ở đó. Đúng là gặp rồi. Hôm qua hôm kia đều là con tự mang cá đi nên không gặp. Biết thế hôm nay dù có chuyện gì cũng phải đi giao cá. Giờ không chỉ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt, quan trọng hơn là không biết mẹ nói gì với anh ấy. Khổ Đà Vũ ra biển khơi câu cá à? Con biết chuyện này không? Sao có thể không biết chứ? Anh ấy ra biển khơi câu cá, đây còn là ý tưởng của con, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, mẹ sẽ phát hiện ra con và Đà Vũ lén lút gặp nhau. Sao con có thể biết chuyện này chứ? Chỉ là ở quán rượu của Lưu Cương, gặp anh ấy bán cá thôi mà, không nói được mấy câu, chỉ là chào hỏi qua loa. Ngay lập tức, Trương Lệ một bụng lời nói bị ép trở lại. Đinh Tiểu Hương nhất quyết không thừa nhận, con thật sự bó tay, lại không thể nổi giận. Cậu ấy ra biển khơi câu cá, thu hoạch rất tốt. 80 mấy cân cá đen biển khơi lớn, cộng thêm một con cá chấm mè, quan trọng là có một con cá chấm đỏ mười mấy cân. Lúc này Trương Lệ vừa nói, vừa quan sát biểu cảm trên mặt Đinh Tiểu Hương. Không thể nào, giỏi đến vậy sao? Ra biển khơi câu cá kiếm được nhiều tiền vậy à? Mẹ ơi, những con cá này cộng lại chắc bán được khoảng 20.000 tệ phải không? Đinh Tiểu Hương trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên vừa phải. Trương Lệ vẫn không có cách nào. Hừ, ra biển khơi câu cá không chắc kiếm được tiền đâu. Không có bản lĩnh thì thua lộ đến mất cả quần. Mỗi chuyến ra biển chi phí đều rất cao. Nếu không có thuyền riêng thì phải đi thuyền của người khác. Tiền thuyền một người là 2.000 tệ. Nếu đi xa hơn một chút, thậm chí phải mất 3.000 tệ. Phải câu được bao nhiêu cá mới hòa vốn đây? Câu cá biển khơi không phải 100%, chắc chắn kiếm được tiền. Khổ Đà Vũ đi một chuyến kiếm được hơn 20.000, rất hiếm thấy. Ngay lập tức Đinh Tiểu Hương giật mình. Chi phí cao đến vậy sao? Con thật sự không biết, đi thuyền người khác ra biển câu cá một ngày phải tốn nhiều tiền như vậy. Con tưởng chỉ mất 200-300 thôi chứ, sao có thể được chứ? Thuyền câu cá biển khơi một ngày phải chạy 100-200 hải lý. Bố con từng nói câu cá biển khơi phải liên tục đổi điểm, khoảng cách giữa các điểm câu rất xa. Máy xăng cơ bản cả ngày không nghỉ, chỉ riêng xăng đã phải đốt mất 200-300 lít, chi phí rất cao. Nếu nhìn theo cách này, anh ấy thật sự rất giỏi. Lúc này Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, mắt lộ vẻ ngưỡng mộ như sao nhỏ. Ngay lập tức hối hận vì đã nói chuyện này. Cái này, chuyện này sẽ làm tăng thiện cảm của Đinh Tiểu Hương với cậu ta. Nhưng đã nói ra rồi, không thể rút lại được. Đúng rồi, cậu ta có phải đã câu được một con cá vàng lớn mười mấy cân không? Đây thật sự là do anh ấy câu được. Quan trọng là con đã tận mắt thấy con cá đó, thật sự rất lớn. Cá vàng lớn mười mấy cân? Không thể nào. Con chắc chắn con nói đó là cá vàng lớn, không phải loại cá khác chứ? Đúng rồi, nếu thật sự có cá vàng lớn to như vậy,
thì có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Ít thì 20-30 vạn, nhiều thì 30-50 vạn. Cá vàng lớn, đặc biệt là loại cá vàng lớn có kích cỡ hơn 10 cân này, biên độ dao động giá cả rất lớn. Gặp phải ông chủ giàu có, bao nhiêu tiền cũng có khả năng. Nếu bán cho thương lái cá hoặc bản thân ngốc nghếch không biết giá thị trường thì bán không được giá, người mua con cá này sẽ hời. Ngay lập tức Đinh Tiểu Hương trợn to mắt. Biết cá vàng lớn đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy. Nhi đến Đà Vũ, muốn mua thuyền lớn, chỉ riêng con cá này đã đủ rồi. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, trong lòng thở dài một tiếng, chắc chắn có chuyện giấu mình. Con cái mình thì mình hiểu, đầu óc lanh lợi lắm, đã nghĩ sẵn cách trả lời. Mình hỏi thế nào cũng vô ích. Mình cũng đã từng trải qua cái tuổi này, biết là chuyện gì. Con cái lớn gả đi xa, không có cách nào tốt lắm. Dù thế nào đi nữa, mình vẫn là mẹ của Đinh Tiểu Hương. Cậu ta có ngàn vạn ý tưởng, cũng phải vượt qua cửa ải của mình. Ngày nào thật sự đến cửa, chắc chắn sẽ không cho cậu ta mặt mũi tốt đâu. Đồng ý hay không đồng ý chuyện này thì mình là người quyết định. Sáng nay khi mẹ gặp Đà Vũ, đã nói những gì, nhưng bây giờ không thể hỏi. Hỏi là sẽ lộ tẩy ngay, chỉ có thể giấu trong lòng, đợi lần sau gặp bà ấy rồi hỏi. Khổ Đa Vũ về đến sân, phát hiện Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang đợi mình. Sao vậy? Có chuyện gì à? Trung Thạch Trụ nói một chút, gần đây trong biển xuất hiện qua hoa lan, mà số lượng không ít. Vừa rồi ở trước quán rượu của Lưu Cương, nhìn thấy mấy con qua hoa lan Trương Lệ mang đến, kích cỡ đều không tệ. Các anh định ra biển bắt qua hoa lan à? Đúng vậy, của thật là có kế hoạch bắt qua hoa lan. Bọn tôi nghĩ xem anh có hứng thú không? Dẫn bọn tôi ra biển phát tài. Nếu có thể cùng anh ra biển, chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Trung Thạch Trụ và mấy người thấy Khổ Đa Vũ đồng ý, hẹn 4 giờ sáng ra biển, sai người bỏ đi. 4 giờ sáng, mấy người ra biển, phát hiện mấy chục chiếc thuyền đánh cá đều đang đánh bắt. Phát hiện rồi thì làm sao đây? Nhiều thuyền đánh cá như vậy, tìm chỗ thả một lưới cũng không dễ. Cho dù thật sự tìm được, thả xuống thì bắt được bao nhiêu? Không có cách nào, mỗi năm chẳng phải đều như vậy sao? Qua hoa lan vừa xuất hiện, thuyền đánh cá lập tức ùn ùn kéo đến, thà rằng mình bắt không được, cũng không để người khác bắt được. Chúng ta có nên đi chỗ khác thử không? Năm nay thuyền đánh cá của thật đông hơn, nhưng bây giờ chạy đến chỗ khác, trời sớm đã sáng rồi, không kịp nữa, chỉ có thể ở đây thôi. Quan trọng là chỗ khác không có nhiều qua hoa lan. Thủy triều lên rồi, nước biển bắt đầu chảy. Ngay lúc này, các thuyền đánh cá xung quanh đều chạy ra ngoài. Nhìn ra ngoài, không thể nào, mấy chiếc thuyền đánh cá này thật sự đang rời đi. Mấy người này điên rồi à? Lúc này mấy người nhờ ánh đèn của thuyền đánh cá, rất nhanh phát hiện trên mặt biển, trong nước biển vớt lên từng đám rong biển. Chết tiệt, khó trách các thuyền đánh cá xung quanh đều chạy hết. Lưới đánh cá thả xuống biển, toàn là rong biển. Thêm vào đó tốc độ dòng chảy nước biển nhanh, cả tấm lưới đánh cá sẽ hỏng hết. Xong rồi, hôm nay chỉ có thể chạy một chuyến không rồi. Lưới đánh cá này không thả xuống được, nhìn bộ dạng chỉ có thể về nhà thôi. Lúc này Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, không có ý kiến. Kẻ trộm không đi tay không, bắt không được qua hoa lan, rong biển cũng phải vớt một đám về. Ủa, chuyện gì thế này? Tại sao lại thành ra thế này? Là rong biển bị cắn nham nhở. Cái gì cắn vậy nhỉ? Cá tôm qua trong biển đều ăn rong biển. Qua là động vật ăn tạp, vừa ăn rong biển vừa ăn cá tôm, hoặc thậm chí ốc biển. Dòng nước cuốn đến, mấy cọng rong biển này rất tươi, loại vừa mới bị cắn không lâu. Hơn nữa có mấy cọng rong biển ở giữa kẹp một ít vỏ ốc, không ngoại lệ đều giống tuyết. Có mấy cái còn sót lại thì qua, đây tuyệt đối là vết cắn của qua. Đà Vũ à, cái này có gì hay ho đâu. Phát tài rồi, nhanh chóng thả lưới đi. Nhanh lên, thả lưới đi. Trên rong biển có nhiều vết cắn của qua, dưới biển có rất nhiều rong biển, thả lưới xuống biển chắc chắn sẽ bị hư hại nặng. Nhưng nếu có qua thì lại khác. Nói xong mấy người vung tay, lưới lập tức rơi xuống nước biển, ngay lập tức chìm xuống. Không biết có qua hoa lan không nhỉ? Làm gì có chuyện 100% chắc chắn bắt được chứ? Nhưng hôm nay chúng ta đều đoán đúng. Tại sao lại nói vậy? Lần nào theo Đa Vũ ra biển mà không bắt được cá đâu. Lần này nếu không bắt được tàu của Đa Vũ, đã giống các tàu cá khác rời đi rồi, bỏ lỡ đàn qua một cách vô ích. Người đi bắt nhìn thấy một đống rong biển lớn, ít ai sẽ xem kỹ. Không ai nghĩ đến khả năng có thể có đàn qua lớn. Hoặc là Khổ Đa Vũ, chỉ là may mắn thôi. Dù thế nào đi nữa, anh ấy đã phát hiện ra đàn qua. Anh ấy là thiên tài đồng tử của chúng ta. Rất nhanh, trong vòng một tiếng, bắt đầu kéo lưới qua. Ba chiếc tàu cá thả neo sắt, bốn người một chiếc tàu cá, một người lái tàu, một người kéo lưới, hai người tháo qua, buộc qua. Không phải qua hoa lan, mà là qua thoi. Qua thoi thuộc động vật chân khốc, mặt lưng qua được màu xanh trà, qua cái màu tím, mai ngược hình thoi, hơi gồ lên, bề mặt có ba u lồi rõ rệt. Qua thoi là loài qua kinh tế có sản lượng lớn nhất ven biển, có giá trị kinh tế rất cao, ha ha ha. Lấy qua thoi, cần gì qua hoa lan chứ? Nhanh lên, thu lưới nhanh lên. Rất nhanh đã đến chưa? Kéo hết lưới lên, chắc phải có 400-500 cân qua thoi. 400-500 cân chắc chắn không thoát, ước tính phải có khoảng 600 cân. Chiều về đến bến tàu,
Những người khác nhìn thấy chúng tôi bắt được nhiều qua thoi thế này, ai cũng sẽ ngớ người ra. Qua thoi bắt được có kích cỡ rất lớn. Một cân có thể bán được 100 tệ. Keo tam tầm lưới đã lên 5-600 cân. Còn lại không cần nhiều nữa. 100 cân cũng ghê lắm. Có thể bán 6-7 tệ. Một người kiếm được khoảng 15 ngàn. Tuyệt quá. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Mã Hồng Ngọc, Hứa Đông Tuyết và La Lan đứng chân, liên tục nhìn về phía cuối biển. Sao giờ này vẫn chưa về nhỉ? Đúng vậy, rốt cuộc Trung Thạch Trụ bọn họ đi đâu vậy? Ôi, các cậu sốt ruột cái gì chứ? Bốn người đàn ông cùng ra biển đánh bắt. Chẳng lẽ còn có thể đi lạc sao? Lúc này Mã Hồng Ngọc rất bình tĩnh. Mã Hồng Ngọc, cô nói chuyện này là sao? Những tàu cá ra biển bắt qua Hoa Lan lúc sáng sớm. 10 giờ sáng đã quay về bến tàu rồi. Nói là dưới biển toàn là rong biển. Căn bản không thể thả lưới được. Tại sao tàu cá khác đều về rồi? Mà đến giờ này bọn họ vẫn chưa về nhỉ? Nói vậy chứ. Về muộn chắc chắn là bắt được cá tôm qua rồi. Lần nào chẳng vậy. Chỉ là không biết lần này bắt được cái gì thôi. Về rồi, về rồi. Rất nhanh mấy người khiêng qua thoi lên bến tàu. Qua, qua thoi. Không phải nói là bắt qua Hoa Lan sao? Sao lại thành qua thoi vậy? Những tàu cá khác về từ sớm. Nói dưới biển toàn là rong biển. Sao các anh vẫn bắt được qua thoi vậy? Đúng là có rất nhiều rong biển. Căn bản không quan tâm, thả lưới xuống biển. Khi kéo lên, trên đó toàn là qua thoi. Tối nay mấy anh đúng là bận rộn đấy. Dọn sạch lưới cuốn trên qua thoi. Tất cả đều phải buộc bằng dây thun. Bốn tàu cá cộng lại có khoảng 800 cân qua thoi. Thật không ngờ bắt được 800 cân qua thoi. Lần này lại kiếm được một khoản lớn. Mấy anh về nhà ăn cơm trước đi. Tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Việc tiếp theo giao cho bọn em là được. Được, ngày mai không ra biển. Ngủ cho khỏe. Ngày mai chỉ có hai việc. Một là bán qua thoi. Hai là lần trước hẹn Đinh Tiểu Hương gặp nhau vào thứ hai. Ngày mai là thứ hai rồi. Sáng hôm sau, cùng với Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu, Lưu Ban và mấy người cùng đi lên thị trấn, bán hết qua thôi. Khổ Đa Vũ quay về sân. Bà nội về rồi à? Bà nội, tổng cộng bắt được 976 cân qua thôi. Kích cỡ đều khá tốt. 115 tệ một cân. Tổng cộng bán được 112.240 tệ. Chưa đi tiền xăng và hao mòn lưới. Còn lại 100.500 tệ. Mỗi người chi được 26.250 tệ. Giá thật sự không tệ. Ngày mai còn ra biển bắt qua thoi nữa không? Tối qua khi mấy chiếc tàu cá của mọi người quay về bến, đã gây xôn xao rồi. Sáng sớm nay đã có rất nhiều tàu cá ra khơi. Chưa kể đến ngày mai, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Băng có thể sẽ chạy thêm một chuyến nữa. Cháu thấy không có sự cần thiết quá lớn. Cho dù có đi thật, với nhiều tàu cá như vậy, số lượng bắt sẽ rất hạn chế. Có cơ hội kiếm tiền, nhưng kiếm không nhiều. Thời gian này chỉ bằng chạy ra biển xa, xem có thể câu được hai con cá chẽm xanh không. À đúng rồi bà nội, tối nay cháu ra ngoài một chuyến, muộn một chút mới về. Rất nhanh đã đến 8 giờ tối, Đinh Tiểu Hương cầm bát, nhanh chóng xúc cơm thức ăn vào miệng. Ăn từ từ thôi, không ai giành với cô đâu. Lạ thật, Đinh Tiểu Hương rất ít khi ăn cơm nhanh thế này. Ngay lập tức Đinh Tiểu Hương trong lòng giận mình. Thời gian hẹn gặp Đà Vũ, vừa hay có chút việc, ở nhà ăn cơm muộn. Mình vội vàng nên ăn hơi nhanh. Mẹ già đây là người tinh danh, có chút gì bất thường, đều sẽ gây nghi ngờ. Hơi đói. Mẹ ơi, ăn xong con qua nhà Dương Cầm chơi một lát. Con bé này rốt cuộc định chạy đi đâu đây? Có thật sự đến nhà Dương Cầm không? Hay là hẹn gặp Khổ Đa Vũ? Không được, phải lén theo dõi mới được. Cô gái này rốt cuộc có thật sự đến nhà Dương Cầm không? Lúc này Trương Lệ đợi Đinh Tiểu Hương một lúc, đến khi dễ không nhìn thấy nữa mới đi theo. Rất nhanh đã qua hơn mười mấy phút. Nhìn thấy Đinh Tiểu Hương đến nhà Dương Cầm, Trương Lệ mới yên tâm. Ồ, xem ra là nghĩ nhiều rồi. Đinh Tiểu Hương thật sự là đi tìm Dương Cầm. Mình hơi đa nghi rồi. Đinh Tiểu Hương không phải như mình nghĩ. Hẹn Khổ Đa Vũ gặp mặt gì đó về nhà. Đinh Tiểu Hương, mẹ cậu vừa rồi đi theo cậu đến đây. Vừa rồi tớ vừa hay đứng bên cửa sổ. Nhìn từ xa thấy mẹ cậu đi theo sau lưng cậu. Nhìn bộ dạng mẹ tớ đã nghi ngờ gì đó rồi. Sau này phải cẩn thận hơn một chút mới được. Nhớ rồi, nếu mẹ tớ hỏi thì nhất định phải nói. Trước 9 giờ rưỡi tớ vẫn ở nhà cậu rồi mới đi. Đinh Tiểu Hương nói xong, lập tức bước nhanh rời đi. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Rốt cuộc là ai nhỉ? Hôm khác phải đi theo xem thử mới được. Rất nhanh, Đinh Tiểu Hương vội vàng đến chỗ hẹn gặp nhìn thấy. Khổ Đa Vũ đã đợi từ lâu. Đúng rồi, mấy hôm trước anh không phải đi bán cá cho Lưu Cương sao? Có gặp mẹ em không? Hôm đó gặp mẹ em như chuột gặp mèo vậy. Rất căng thẳng. Lòng bàn tay toàn mồ hôi, trước sau chỉ nói được hai câu. Một là chào hỏi một tiếng, hai là nói mình có việc phải đi. Ngoài ra không có gì khác, anh sợ mẹ em như vậy để làm gì chứ? Bài đâu phải hổ, cũng không thể ăn thịt anh được. Người khác thì anh không sợ, nhưng mẹ em thì phải sợ đấy. Hừ, nói bậy bạ gì đấy? Đinh Tiểu Hương mặt đỏ ửng. Ý của Khổ Đa Vũ hiểu ngay tức khắc. Mấy hôm trước ở làng đài, có người câu được một con cá mú xanh hơn 100 cân. Người này có phải là anh không? Lần trước khi nói chuyện mua tàu cao tốc, anh không phải đề nghị anh chạy thử tàu cao tốc của người khác ở ngoài khơi trước.
làm quen với tình hình, xem nghề này có kiếm được tiền hay không sao. Anh đã theo tàu đánh cá của người khác ra khơi. Không ngờ, chuyến đầu tiên đã câu được cá mú xanh hơn 100 cân. Hôm đó còn câu được cá hoàng đế hơn 100 cân. Cá mú xanh nặng 106 cân, 7 lạng 1 cân, 500 tệ 1 cân. Bán được tổng cộng 53.000 tệ. Cá hoàng đế đã bán hết rồi. Con lớn nhất bán được 499.000 tệ. Cộng thêm hai con nhỏ kia, tổng cộng bán được gần 600.000 tệ. Thật không ngờ cá lại đắt như vậy. Tiền mua một chiếc tàu cao tốc tốt có ngay. Anh định mua tàu cao tốc lớn à? Khổ Đa Vũ gật gật đầu. Cơ bản đã quyết định mua tàu cao tốc lớn, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Mình định chạy thêm vài chuyến ngoài khơi nữa, tìm hiểu thêm tình hình, nắm chắc hơn, rồi mới quyết định cuối cùng. Ý tưởng này hay đấy. Không thể tay có tiền là hấp tấp. Muốn mua gì thì mua. Đây là mấy trăm nghìn, không phải số tiền nhỏ. Xem nhiều hơn là rất cần thiết. Bố em rất thích câu cá. Những ông chủ tàu đưa khách ra biển câu cá quen biết rất rõ. Đến lúc đó em có thể, em giúp anh dò hỏi thêm nhiều thông tin từ bố em. Đúng rồi, em nghe bố nói có một người tên Hà Đại Bằng ra ngoài biển câu cá được ngồi tàu cao tốc của ông ta. Người này xấu bụng. Bố em thích câu cá à? Lúc này Khổ Đà Vũ nhìn Đinh Tiểu Hương, trong đầu này ra một ý tưởng, càng nghĩ càng thấy rất hay. Thích đến mức không thể tả. Mẹ em nói, hồi chưa kết hôn, một tháng phải câu 25 lần. Hận không thể ngủ trên thuyền câu cá mỗi ngày. Kết hôn rồi, đặc biệt là bắt đầu làm ăn buôn bán, mới ít đi câu cá. Sao vậy? Hỏi chuyện này làm gì? Nếu bố em thích câu cá như vậy, đợi anh mua tàu cao tốc lớn chọn lúc rảnh rỗi rủ bố em cùng ra biển câu cá. Trương Lệ không ưa. Con đường tiếp cận bà mẹ vợ tương lai tạm thời không đi được, trước hết thử con đường ông bố vợ tương lai vậy. Chỉ cần ông bố vợ tương lai có ấn tượng tốt với mình, chuyện của mình và Đinh Tiểu Hương đã thành công một nửa, ít nhất sẽ không có trở ngại gì. Đinh Tiểu Hương mất một lúc mới phản ứng lại, ngay lập tức mặt đỏ bừng. Anh đúng là loại người thế này, suốt ngày nghĩ ra mấy trò này. Thôi được rồi, cũng gần đến giờ rồi, em phải về đây. Kiểu mẹ em lại đi tìm em khắp nơi. Được, không ngờ bố vợ tương lai lại thích câu cá. Đúng là trời giúp. Anh cũng phải tranh thủ thời gian làm quen với môi trường ngoài khơi, tìm hiểu ngành nghề này, như vậy có thể sớm quyết định mua tàu cao tốc lớn. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện kiếm tiền, bây giờ lại có thêm một công dụng. Đợi mình mua tàu cao tốc lớn rồi, xem làm sao để quen biết bố vợ tương lai. Bỏ công sức từ trước, kết hôn đâu phải chuyện của hai người. Không chỉ Đinh Tiểu Hương tệ ý, mà còn phải được bố mẹ chấp thuận mới được. Liên quan đến chuyện lớn có thể thuận lợi cưới Đinh Tiểu Hương về hay không. Hôm sau, ở bến tàu nhỏ làng Đài có một đám thuyền. Các chủ tàu đang than thở, hôm nay lại chẳng có ai thuê tàu ra biển. Cái tên Khổ Đa Vũ gì đó, tôi nghe nói câu được không ít cá. Hừ, nếu không phải tên Khổ Đa Vũ gì đó, ít nhất mấy hôm nay tôi chắc chắn có người thuê tàu ra biển. Còn cá đó, câu được cá mú xanh trên tàu cao tốc của Thừa Ân Giang. Mấy hôm trước ở Phong Xa Giác lại câu được rất nhiều cá. Trình Văn Giang, bây giờ chỗ trên tàu đã kín đến nửa tháng sau rồi. May mà mấy chiếc tàu xung quanh cũng không ra khơi, trong lòng đỡ tủi hơn một chút. Không chỉ mình tôi là không có khách thuê tàu. Ôi, dạo này cá ngoài biển thật sự ngày càng khó câu. Câu không được cá thì chẳng ai ra biển câu cá, cũng chẳng ai tìm chúng ta thuê tàu. Cứ thế này chắc phải chịu đói khát mất thôi. Hừ, sau này chúng ta ai cũng đừng đưa hắn ra biển câu cá nữa. Không đưa hắn ra biển, ai lại từ chối tiền chứ? Ước gì ngày nào cũng được đưa ra biển. Không đưa hắn thì Hà Đại Bằng bù lại số tiền bị mất à? Khổ huynh, hôm nay đi câu cá ngoài biển không? Ngồi tàu cao tốc của tôi thì sao? Lập tức khởi hành, không đợi người khác nữa. Tôm sống, qua, bạch tuộc. Trong khoang sống này đều có tôm nam cực. Mỗi tôm các loại, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu tiền, đều là giá thị trường. Được. Trương Dương Trung, lão tiểu tử này mất tinh thần. Tôi vừa thấy người là anh ta đã lên tiếng rồi. Gặp vận may rồi, Trương Dương Trung hôm nay chắc chắn không lỗ. Cần bao nhiêu cũng là lời cả. Để anh ta hốt một món hời. Ngay lập tức mặt Hà Đại Bằng đen như đáy nồi. Rất nhanh Khổ Đà Vũ, hai người đến ngoài biển. Khổ huynh, phía dưới là một bãi đá ngầm. Độ sâu của nước biển khoảng từ 20 đến 30 mét. Chúng ta thử ở đây trước. Biết đâu vận may của chúng ta tốt hơn. Không được thì đổi chỗ khác, vẫn còn sớm. Hôm nay thủy triều lên cao nhất khoảng 11 giờ sáng. Hôm nay chủ yếu câu ở rãnh biển, xem có câu được con lớn nào không. Được, vậy thử ở đây trước. Xem chỗ này có cá không. Khổ Đà Vũ thả xuống 15 mét, vừa định tiếp tục thả dây xuống độ sâu 16 mét. Cần câu trên tay đột nhiên rung mạnh, kéo thẳng dây câu đi. Con lớn đây, con lớn đây. Cá vẹt xanh lớn là một loại cá vẹt. Cá vẹt xanh là hàng cao cấp, trên thân có màu sắc đa dạng rất đẹp, thịt rất mềm ngon, thuộc loại cá ngon. Nhưng cá vẹt xanh càng to, thịt càng kém. Loại 1 đến 2 cân là ngon nhất. Con này dài hơn 1 mét, gần 20 cân. Con cá giả này bán không được giá. Ồ, trong này có bí quyết gì vậy? Cá vẹt xanh không chỉ để ăn, mà còn là cá cảnh cao cấp. Kích cỡ lớn thế này, rất khó mang sống về bến. Nếu bán cho những người chuyên nuôi cá, giá sẽ cao hơn nhiều. Đây không phải bí mật gì. Anh rất ít bắt được cá vẹt xanh to thế này, nên không nghĩ đến điều đó. Cùng một con cá, bán cho thương lái không đáng bao nhiêu, nhưng bán cho người nuôi cá cảnh thì giá gấp 10 lần.
Rất nhanh Khổ Đa Vũ lại thả thêm mấy mồi, phát hiện chỗ này không có cá. Trương lão nói, thật sự chỉ có thể đổi chỗ thôi. Rất nhanh Trương Dương Trung lái tàu cao tốc chạy về phía trước khoảng 1 hải lý. Giảm tốc độ. Ồ, đảo đá ngầm ở đây lớn thế này à? Nếu không lớn như vậy, sao có thể có nhiều tàu cao tốc thế? Đến đây câu cá chứ, chỗ này chưa chắc đã câu được nhiều cá. Đặc biệt là chưa chắc câu được nhiều cá quý. Nhưng chỉ cần đến đây, cơ bản đều có thể câu được ít cá. Làm giàu không dễ, nhưng cực khổ một chút. Nếu vận may không quá tệ, thì kiếm tiền không thành vấn đề. Lúc này Khổ Đa Vũ chăm chú quan sát xung quanh. Phát hiện xa gần nhìn thấy hơn 20 chiếc tàu. Chỗ này nhất định phải ghi nhớ. Những người ra biển câu cá, ví dụ như mình đã trả tiền cho chủ tàu. Phải cố gắng để những người theo tàu đánh cá ra biển hòa vốn. Bãi đá ngầm lớn trước mắt chính là nơi tốt để hòa vốn. Mình mua tàu cao tốc lớn, dẫn khách ra biển. Nhất định phải đến những nơi thế này. Khổ Đa Vũ không nói hai lời, trực tiếp thả thẳng xuống độ sâu 15 mét. Lập tức có cá cắn câu. Cá tam đao con. Cá tam đao, con gọi là chém tam đao hoặc kim hoa vạn niên thọ tam đao. Thịt mềm mượt, đặc biệt là dầu cá rất thơm, là một loại cá biển cao cấp. Thường chỉ sống ở những dạng đá có chất lượng nước rất tốt. Thả lưới bắt không dễ. Cơ bản chỉ có thể câu, số lượng hiếm, có danh hiệu vua cá. À, đúng là cá tam đao. Sao ở đây lại có cá tam đao? Mấy năm nay không biết đến đây câu cá bao nhiêu lần rồi. Quan trọng hơn là vị trí hiện tại của tàu cao tốc. Mỗi lần đến đây mình đều phải câu một lần. Cá câu được đáng giá nhất là cá mù đá khoảng 2 cân. Hơn nữa đừng nói mình chưa từng câu được cá tam đao. Những người khác đến khu vực này câu cá cũng chưa từng câu được. Còn chờ gì nữa? Mau thả câu đi. Đúng đúng, không cần quan tâm sao lại có cá tam đao. Lập tức thả câu câu cá mới là chính. Giá cá tam đao rất tốt. Con cậu câu được như thế này, ít nhất cũng đáng giá 1.000 tệ. Nếu câu được 2-3 con, hôm nay kiếm được tiền rồi. Trương Dương Trung lập tức thả câu. Chẳng mấy chốc đã có cá cắn câu, kéo lên mặt nước nhìn. Đúng là cá tam đao. Xúc động đến mức nói chuyện cũng hơi run rẩy không kiểm soát được. Cắn câu rồi, tôi câu được. Đừng rồi. Đừng xúc động thế. Đặc biệt là không được nói to. Đừng để những chiếc tàu cao tốc xung quanh nghe thấy rồi đều chạy sang đây. Anh nói đúng. Những con tàu đánh cá xung quanh, một khi biết ở đây câu được cá tam đao, chắc chắn sẽ ùa tới. Im lặng làm giàu mới là vua. Khổ Đa Vũ và Trương Dương Trung hai người cứ câu mãi gần 2 tiếng tệ hồ mới hết cá cắn câu. Khổ huynh, vận may của anh thật tốt. Điểm này tôi đã câu 20-30 lần rồi, chưa bao giờ câu được cá tam đao. Lần này cùng anh ra biển, lập tức đã gặp được. Trong vòng 1 tiếng, tôi đã câu được 12 con cá tam đao, mỗi con đều nặng 7-8 lạng, thậm chí có một số con còn một cân có thể bán 5-6 nghìn, thậm chí 1 vạn tệ. Những con cá tam đao này có lẽ chỉ tình cờ đi ngang đúng kiểu qua. Cá đi đường vừa hay gặp được. Đáng đời chúng ta phát tài. Trương Dương Trung thật sự không biết chỗ này có cá tam đao, nếu không chắc chắn sẽ không dẫn đến đây. Đã câu được gần 30 con, kích cỡ đều không tệ. Chỉ riêng mấy con cá hôm này đã kiếm đủ tiền lên bờ rồi. Lập tức liên lạc với Ngô Vệ Minh. Cá tam đao không giống những loại cá khác, rất quý giá. Nuôi không được mấy ngày là dễ chết, bán sống mới bán được giá tốt. Không ngờ vận may của mình mấy ngày ra biển câu cá gần đây thật sự rất tốt. Hôm nay lại thế này, sáng sớm đã câu được cá tam đao. Vừa rồi chúng ta mải mê câu cá, đã bỏ lỡ thời gian nước chảy. Bây giờ gần 10 giờ rồi. Nếu đến chỗ rãnh biển câu cá lớn mà tôi nói, thì phải mất hơn 1 tiếng. Đã lỡ thời điểm thủy triều tốt nhất, còn chỗ nào khác không? Đúng rồi, nghe nói mấy hôm trước Trần Văn Giang dẫn người khác ra biển, câu được rất nhiều cá mú. Đó là ở chỗ nào vậy? Hay là chúng ta cứ đến đó xem sao? Trương Dương Trung lắc đầu. Chỗ đó cách đây cũng không xa lắm. Thủy triều ở đó đến muộn hơn, chạy đến có khi vẫn còn kịp. Nhưng mà chỗ đó là một điểm câu mà hầu như tất cả những người chạy ra biển câu cá đều biết. Mấy hôm trước đúng là có nhiều cá, câu được rất nhiều cá mú. Tin tức truyền ra, ngày hôm đó đã chật kín tàu cao tốc. Hôm kia và hôm qua tôi đều chạy đến chỗ đó. Tàu cao tốc còn nhiều hơn cả cá trong biển. Đúng là vẫn có người câu được, nhưng kích cỡ không lớn lắm. Cá mú xanh 3-5 cân, số lượng ngày càng ít. Nếu đi, rất có thể sẽ đi không. Quay về thôi. Lúc này Khổ Đa Vũ hơi bất đắc dĩ. Rất nhanh hai người quay về bến tàu. Ồ sao về nhanh thế? Hôm nay câu thế nào? Khách hàng có hài lòng không? Hà Đại Bằng cảm thấy mình đã giành mất khách của anh ta. Đặc biệt là sáng sớm đã nói, nếu không dẫn Khổ lão ra biển, mình làm vậy là không nể mặt. Tức giận lại muốn gây khó dễ cho mình. Không hài lòng sao mà không hài lòng được. Trương Dương Trung chỉ tay về phía thùng cá phía sau. 2.000 tệ tiền tàu, anh chỉ dẫn người ta câu mấy con cá bằng bàn tay thế này. Con này được 1 cân không? Con cá này ở biển nội địa đã tính là lớn rồi. Đốt nhiều dầu thế chạy ra biển khơi, thế này sao đủ xem? Hà Đại Bằng, mắt anh bị nắng chiếu hoa rồi à? Cá nhỏ thì sợ nhỏ à? Sợ là không đáng tiền. Con cá bằng bàn tay, không sợ nhỏ đâu. Nói linh tinh gì anh vậy? Anh lừa khách hàng kiểu này đấy à? Hà Đại Bằng cố ý nói to, gây sự chú ý của những người bắt xung quanh. Bắt đầu từ từ vây quanh. Đây là muốn làm mất mặt Trương Dương Trung. Trương Dương Trung cúi người vươn tay, từ trong thùng cá lấy ra một con cá. Giơ lên, trên tàu đánh cá còn có một con cá vẹt xanh dài hơn 1 mét kia. Đây là cá gì vậy? Sao mà đẹp thế nhỉ? Con cá này đáng giá lắm à? Ồ, đây không phải là cá tam đao sao? Đừng coi thường, tuy chỉ bằng bàn tay thôi, nhưng một con cá cũng phải 1.200 đến 1.800 tệ. Rốt cuộc câu ở đâu vậy? Chưa từng nghe nói.
Gần đây có điểm câu nào? Có thể câu được cá tam đao. Lát nữa tìm anh ấy đặt một chỗ trên tàu. Tôi chưa bao giờ câu được cá tam đao. Mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Trong nháy mắt, mặt Hà Đại Bằng lúc đỏ lúc trắng. Cá tam đao chính là vua cá trong truyền thuyết. Rốt cuộc câu ở đâu vậy? Thế này chẳng những không gây khó dễ được, ngược lại còn cho Trương Dương Trung một cơ hội quảng cáo tốt. Thật là thua thiệt cả đôi đường. Chẳng được lợi lộc gì cả. Khổ lão bản, mấy con cá tam đao anh câu được bán cho ai vậy? Giá cả thế nào? Nếu được giá, anh có thể giúp tôi bán hộ được không? Trương thuyền trưởng, anh có đường bán cá riêng mà. Nếu là cá khác, bán thì bán thôi, nhưng cá tam đao thì giá cả khó nói lắm. Bán trực tiếp cho mấy tay buôn cá, sợ là sẽ bị thiệt. Cá tam đao là loại cá hào hạng, nhưng mời mấy con này, nhiều thì không nhiều, ít thì không ít. Bán cho thương lái thì bán không được giá, chắc chắn sẽ bị ép giá thê thảm. Đồ đáng giá 1.000 tệ, chỉ bán được 500 tệ, con cá này không thể nào để lại ăn được. Thương lái nắm rõ điểm này, đặc biệt là con cá này khó nuôi sống, nhưng phải nuôi sống mới bán được giá cao, không thể kéo dài thời gian, cuối cùng đành phải bịt mũi bán đi. Cá tam đao anh ta câu được nhiều hơn mình không ít, chắc chắn phải bán. Nếu có đường dây, mình đi nhờ xe. Trương thuyền trưởng, giá thông thường là 800 tệ một con. Nếu anh đồng ý, tôi lấy hết. Nếu thấy giá thấp, anh tự bán đi. Giá này hơi thấp hơn giá thị trường. Phổ lão bản thu mua cá phải chịu rủi ro. Giá thấp một chút là bình thường, nhưng cao hơn bán cho thương lái không ít. Được, vậy là xong. Tổng cộng là 12 con. Sáng nay ra cửa mang theo 2.000 tệ tiền tàu. Hay là đi cùng tôi về thôn Lãng Đầu lấy tiền một chuyến. Khổ lão bản, tôi không thể rời khỏi đây được. Phải ở đây chờ. Lát nữa có người tìm tôi đặt chỗ trên tàu. Lần sau ra biển câu cá, mang theo luôn là được. Khổ Đa Vũ gật đầu. Rất nhanh đã về đến nhà. Đem cả tam đao và cá vẹt xanh lớn thả hết vào bể cá. Mới thở phào nhẹ nhõm. Sao con cá này đẹp thế? Ôi bà nội ơi, bà không phải là nhặt được vừng mà đánh rơi dưa hấu sao? Đáng giá không phải con cá vẹt xanh lớn này, mà là mấy con cá nhỏ này. Cá tam đao mới là thứ hiếm có. Giá cá tam đao không rẻ, nhưng số lượng khá ít. Điển hình có giá mà không có cá. Lúc này Ngô Văn Minh vội vàng chạy tới. Cá đâu rồi? Đâu rồi?